Sáng ngày 24 tháng 9, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô 4 chỗ với nhiều xe máy xảy ra tại ngã tư Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Ngân. Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 23 tháng 9, anh NNK, 43 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội, lái xe ô tô biển số 15A758XX đi trên đường Hoàng Đạo Thúy. Khi đến khu vực ngã tư giao đường Hoàng Ngân, chiếc xe ô tô trên đụng vào xe máy do anh NMT, 32 tuổi, quê Bắc Giang và anh NVT, 42 tuổi, quê Nam Định cầm lái, đang dừng đèn đỏ phía trước cùng chiều. Nhiều người trong đoàn xe máy dừng chờ đèn đỏ cũng bị ngã xe. Sau va chạm, tài xế K tiếp tục lái ô tô thêm khoảng 150m, vượt qua ngã tư đang có đèn đỏ mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến anh VT bị gãy một xương sườn, rách da đầu và lưng, phải nhập viện điều trị. Tại hiện trường có 3 chiếc xe bị hư hỏng. Theo cơ quan công an, thời điểm gây tai nạn, tài xế điều khiển ô tô có nồng độ cồn trong hơi thở. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.